Em xin chào các anh chị và các bạn. Chúc anh chị các bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc nha. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đường quốc lộ 13 hướng về cầu Bình Triệu. Để tiếp nối hành trình ở khu vực cầu Bình Triệu, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi một dọc quốc lộ 13 và sẵn trên đường về thì em sẽ quay lại một số hình ảnh ở cái khu vực đường quốc lộ 13 đi đến bến đò Bình Quới Thanh Đa để gửi đến các anh chị các bạn những hình ảnh quen thuộc về Sài Gòn. Chúng ta đang đi sắp tới đó là cái cầu vượt đường quốc lộ 13. Ngày xưa ở đây thì có cái cầu Bình Lợi cũ, cầu sắt để đi qua cái đường quốc lộ 13 này. Nhưng mà sau này thì cái cầu đó đã được xây mới và thông lên cái cầu vượt để đi về Thủ Đức theo đường Phạm Văn Đồng, Cao Vạn Cân ngày xưa đó. Bây giờ chúng ta sẽ hoành cái vòng xoay dưới chân cầu để mình đi qua cái đường Kha Vạn Cân ngày xưa nha. Nếu thẳng thì chúng ta đi về cầu Bình Triệu, đi đến quận Bình Thạnh, đi về quận Nhất cũng được, nhưng mà cung đường đó thì chúng ta có đi rồi ha. Thẳng nay mình đi cung đường mới đi, để gửi những hình ảnh khác gửi đến các anh chị và các bạn, để chúng ta có dịp mình du lịch qua màn ảnh nhỏ, đi đến cái đường đến bến phà Thanh Đa, cái đò Thanh Đa chứ bến đò chứ không Bình Quế rồi đó. Ta đang ở giao lộ của quốc lộ 13 và Kha Vạn Cân, con đường Kha Vạn Cân ngày xưa. Đây hướng này chúng ta đi về chợ Thủ Đức luôn nè. Đây thì đường quốc lộ 13 đi đến Bình Phước, Lái Thiêu. Đây đi thẳng đây là cầu Bình Lợi ngày xưa, cầu Bình Lợi cầu sắt. Rồi mình sẽ tiếp tục đi, sẵn gửi một chút hình ảnh về con đường xưa gửi đến các anh chị và các bạn. Con đường này ngày xưa thì mưa là rất là ngập lụt, dơ nữa, nhưng mà bây giờ thì đường này rất là ít xe ha, tại vì có cái đường Phạm Văn Đồng kế bên rồi, thì đường này thuộc về bỏ qua một bên rồi đó. Thấy có những cái vũng nước động sau trời mưa. Con đường này thì không còn đầu tư nữa. Thấy cảnh hai bên thì, nhưng mà có một số nhà cấp 4. Không biết các anh chị các bạn có ai có kỷ niệm về con đường Kha Vạn Cân này không ha, cho em xin cái comment nha. Thay vì đi một đường thẳng đi qua Bình Thạnh rồi đi về quận Nhất, thay vì đi thế thì anh đi theo hướng Bình Quế Thanh Đa để chúng ta có những hình ảnh mới. Bây giờ là Sài Gòn tầm 1 giờ chiều,
đi cái giờ này thì ánh sáng đầy đủ, camera nó quay đẹp. Đó, bên tay phải chúng ta có những cái con hẻm, hẻm nhỏ đi thông ra cái đường Phạm Văn Đồng mới ngày nay. Đường Phạm Văn Đồng thì thông từ Đồng Nai luôn, đi về Đồng Nai luôn, đến sân bay Tân Sơn Nhất. Con đường mới để thuận tiện cho việc đi lại sân bay dễ dàng và nhanh chóng hơn. À, cái vũng nước. Khu này chúng ta nhìn sơ thì có bán rất là nhiều vật liệu xây dựng ha, sắt thép. Bên tay trái thì là cái đường rầy xe lửa. Thường những cái nhà mà gần đường rầy xe lửa nhìn thấy cảnh rất là buồn. Chiều chiều cái ngồi xe lửa chạy ngang, rồi những âm thanh của tiếng còi tàu, cảm thấy cái gì đó nó hơi bùi ngùi. Tao vòng ra đây cái vòng xoay Phạm Văn Đồng, theo hướng này mình sẽ đi về sân bay nè. Ở đây là quận Thủ Đức nha các anh chị, Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Đó, mình đi trên con đường Phạm Văn Đồng. Mình kiếm đường số 36, đường 36 để đi vô cái hẻm đó là thông ra cái bến đò. Đường 36. Không phải đường 36. Bây giờ ở đường 36 à, đường này đường 23. Đường 23 thì cũng ra được cặp cái bờ sông. Nay đi chúng ta đi về chung với anh Sunny. Một anh rất là dễ thương và vui tính. Đây là cặp bờ sông. Đường rất là tưng. Cặp cái con rạch nhỏ nhỏ nè. Ở đây tuy là trời nắng nhưng mà có những cái bóng mát cũng rất là đỡ. Là vô bóng mát nè. Đây là phường Hiệp Bình Chánh. Những cái khu này thì có lẽ chắc các anh chị không biết ai đã từng ở khu này chưa ha. Khu này đối với em là khu này em mới đi vô đây luôn á. Phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Bên đây có cái chung cư thấy cũng rất là cũ nè. Tên em coi đây chung cư gì nha. Nếu anh chị các bạn chung cư Hiệp Bình Chánh. Chung cư này chắc mới xây sau này thôi, nhưng mà rạn nứt hết trơn à, tróc sơn hết trơn à. Phía sau chung cư này cũng có rất là nhiều quán nhậu. Rồi hành trình đi đến bến đò
bến đò Bình Quế đến đây là hết. Một số hình ảnh từ nhà thờ Fatima đi đến bến đò Bình Thới, Bình Quế, Thanh Đa gửi đến các anh chị và các bạn. Hy vọng là chúng ta sẽ có một số hình ảnh về Sài Gòn ngày xưa để các anh chị các bạn cập nhật ha. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn. Sẵn đây thì chúng ta ra bờ sông ngắm dòng sâu xíu ha. Cuối đây thì có cái quán ăn gia đình bờ sông tiếu giả. Đây cũng là một cái quán có dịp mình ra đây thưởng thức ha. Chúng ta nhìn bên kia là Thanh Đa Bình Quế, nhìn dòng sông rất là thơ mộng. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video tiếp theo nha. Cảm ơn các anh chị các bạn đã luôn quan tâm theo dõi. Chúng ta sẽ gặp nhau tại cái bến đò Thanh Đa Bình Quế.